Đây là huấn luyện viên trưởng của đội bóng Tân Hiệp Hưng, đó là coach Trương Quốc Tuấn, thưa quý vị các bạn. Vậy là trận đấu chúng ta đã bắt đầu. Trong hiệp đấu thứ nhất này thì đội bóng Tân Hiệp Hưng sẽ bảo vệ cầu môn bên tay trái mảnh nhỏ của quý vị các bạn, và các cầu thủ Hà Nội sẽ là những người bảo vệ cầu môn bên tay phải. Hãy cùng chờ đợi xem trận đấu đầu tiên của cả hai đội bóng sẽ có những diễn biến như thế nào. Đó là lỗi đầu tiên thuộc về các cầu thủ bên phía Tân Hiệp Hưng. Người vừa có pha truyền cản đó là đội trưởng Trần Tấn Đông. Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có được một tình huống đá phạt cố định. Chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Dứt điểm thắng, thưa quý vị các bạn. Dứt điểm. Gia Huy, thưa quý vị các bạn, cái tên mà chúng tôi đã nhắc đến trước đó thì bây giờ anh đã lên tiếng. Một bàn thắng rất đẹp mắt của Huy Nhóc. Số 7 của Tân Hiệp Hưng đã có tình huống bắt vô lề rất đẹp, thưa quý vị các bạn. Hãy xem lại tình huống này. Rất cơ bản cho tình huống phạt góc vừa rồi. Bài bấm bóng về vị trí biên đối diện và Gia Huy đã thực hiện tình huống bắt vô lề ngang. Bóng đi vào góc dưới khung thành. Tấn Đồng mặc bóng rồi, đây là cơ hội, dứt điểm, không vào. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Hà Nội trong tình huống vừa rồi. Công Kiên là người đã được trao cơ hội, thưa quý vị các bạn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Pha cướp bóng, bóng trong chân của Công Kiên. Có vẻ như số 18 có ý đồ thực hiện tình huống lấp bóng. Tuy nhiên pha lấp bóng anh đã đi quá cao so với khung thành của thủ môn Tăng Đình. Thủ Bắc, đây là cơ hội, dứt điểm, không vào. Thêm một cơ hội nữa ở góc hẹp dành cho Xuân Linh, đội trưởng của các cầu thủ Hà Nội. Chúng ta hãy cùng xem lại. Khá đáng tiếc là bóng đã đi vào nách lưới, thưa quý vị các bạn. Vâng, quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với diễn biến chính của hiệp đấu thứ hai. Trận đấu giữa hai đội bóng Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh và các cầu thủ Hà Nội. Sau khi hiệp đấu thứ nhất chúng ta khép lại, đây là cơ hội, không được. Thì các cầu thủ Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh đang nhận trước các cầu thủ Hà Nội với tỷ số là 1-0, thưa quý vị các bạn. Đây là cơ hội, dứt điểm, không được. Và chơi bóng khá hay của cầu thủ bên phía Hà Nội. Tình huống mà chúng ta có thấy là Thạc Hiếu đã rất tự tin đối mặt với Tấn Đồng, đưa bóng vào phía trong và đưa ra cú dứt điểm. Thì có thể thấy là cả Hà Nội và Tân Hiệp Hưng vẫn đang chú trọng vào khâu phòng ngự với sự chắc chắn. Khá đáng tiếc cho pha bóng vừa rồi, thưa quý vị các bạn. Một tình huống chuyền bóng tạo nên rất nhiều những bất ngờ của Xuân Linh. Hãy xem lại. Vâng, pha lẻn vào phía sau, tuy nhiên vẫn chưa thể chạm được bóng. Chúng ta có thể thấy là mặc dù đang bị dẫn trước, những sự tự tin của các cầu thủ Hà Nội là khá lớn. Họ vẫn có thể triển khai tình huống gây bất ngờ. Dứt điểm. Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã thắt chặt hơn nữa vòng vây màu đỏ trước khung thành của thủ môn bên phía Tân Hiệp Hưng. Vừa rồi lại là tình huống dứt điểm ở tuyến 2, thưa quý vị các bạn. Không được. Cơ hội. Đó là pha xử lý của Thế Cảnh. Một tình huống mà Thế Cảnh đã chớp thời cơ rất nhanh với sai lầm của cầu thủ Tân Hiệp Hưng. Tuy nhiên thì vẫn chưa đủ độ chính xác và độ khó để có thể mang đến một bàn thắng dành cho các cầu thủ Hà Nội. Đây là cơ hội, không vào. Một cơ hội rất ngon hàng được dành cho các cầu thủ bên phía Hà Nội. Thưa quý vị các bạn, chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Để mất bóng ở khu vực phần sân nhà, Hà Nội cũng đã rất cố gắng, đặc biệt là cầu thủ mang áo số 4 vừa rồi đã cố gắng sử dụng sức rướn để có thể đưa ra được cái dứt điểm. Tuy nhiên tình huống dứt điểm của anh lại đi hơi chệch khung thành trong gang tấc. Đang bóng khá tốt. Đây là khoảng trống, dứt điểm, vẫn không vào. Tiếp tục là hướng bóng đến cột 2. Lần này thì người băng vào là Tuấn Hùng. Ta hãy xem lại tình huống vừa rồi.
không được. Lại là pha ra chân của Huy Nhóc. Và Huy đã thực hiện tình huống xử lý rất gọn gàng. Cũng dứt điểm bằng chân trái của Huy Nhóc cũng là khá chính xác thưa các bạn. Đã vượt qua. Rồi, dứt điểm chiến lược bao lây của các cầu thủ bên phía Hà Nội đã thành công. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Pha dời bóng, những tình huống bàn bật một chạm cực kỳ nhịp nhàng, thưa quý vị các bạn. Và vừa rồi người gác xuống chính là Trọng Tính, người đã mang theo các màu chơi và cho thủ môn. Một pha bật ngã tuyệt vời, và với sự tự tin của mình thì Trọng Tính đã đưa ra cú dứt điểm một chạm. Tỷ số là 1-1.